Chào cả nhà, ngày mới tiếp tục thêm một em full nail 2.9 nha, làm full máy nha, sơn lốc vô ốc Salaya luôn nha anh em. Rồi làm máy là sạch sẽ từ trong ra ngoài, máy qua bàn tay của phố là sạch từ trong kẹt cả nhà. Rồi anh chủ máy vô xe máy của mình nha. Sạch là phải sạch từ trong kẹt sạch ra nha. Rồi sơn lốc luôn, lốc này thì anh chủ xe theo yêu cầu là sơn lốc đen chữ đỏ nha. Rồi thôi hết thời gian rồi, xin chào cả nhà nha, cả nhà theo dõi phố nha, để xem những video về xe về máy, video mình xem vui nha mọi người, có thể mình tiếp thu được kiến thức này kia cho mình nha. Rồi thôi xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà video ngắn tiếp theo nha, bye bye.